Chiều ngày 9 tháng 8, hơn 867.000 thí sinh tiếp tục thi môn thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đáng chú ý, trước giờ thi trời bất ngờ đổ mưa rất to, nhiều phụ huynh phải đội mưa gió đưa con đến điểm thi đúng giờ. Ghi nhận tại điểm thi trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, khá nhiều phụ huynh quần áo ướt sũng khi chở con từ nhà ở khá xa đến điểm thi trong điều kiện trời mưa to. Đáng nói, sau khi động viên và tiễn con vào trường thi, thay vì di chuyển về nhà, nhiều phụ huynh chọn cách nán lại cổng trường bất chấp điều kiện trời mưa tầm tã, nhằm mục đích động viên cổ vũ tâm lý cho các thí sinh hoàn thành bài thi quan trọng. Nãy đi gió tưởng hai mẹ con té xuống cầu à, đưa quá trời đưa, chạy gán chạy từ từ. Ở đây yên tâm hơn, về biết sao nhầm khi cháu ra ướt hết mình bảy ướt đồ đồ này kia, tội nghiệp nó. Ở đây chờ. Ở đây để động viên, chứ về nhà mà nằm thì con mình thi cũng không vui. Ở đây để mình không có, nhưng mà cái tâm mình cũng gửi nó để mình ngồi mình an tâm hơn. Mưa gió thì phải vượt, cố gắng vượt qua thôi chứ giờ sao. Cũng theo ghi nhận của Vietnamnet, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, công tác thi năm nay được tổ chức hết sức chặt chẽ với sự cẩn trọng tối đa. Tại các điểm thi, dù trời mưa lớn, nhiều thí sinh đến điểm thi sát giờ, nhưng đội ngũ y tế vẫn thực hiện công tác phòng chống dịch nghiêm ngặt cho các thí sinh như đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hay nhắc nhở thí sinh đeo khẩu trang y tế. Trước đó, sáng cùng ngày, các thí sinh đã trải qua bài thi môn ngữ văn. Theo ghi nhận, đề văn năm nay được đánh giá khá vừa phải và phần lớn thí sinh đều tự tin đạt điểm cao. Ngày mai 10 tháng 8, thí sinh sẽ làm bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội vào buổi sáng, ngoại ngữ vào buổi chiều. Kết quả kỳ thi được để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm cơ sở để xét tuyển sinh đại học.